Chào các bạn, trở lại với nhóm review của chúng mình. Thì như chúng ta đã biết đấy, thì tất cả các thiết bị mà muốn hoạt động ổn định thì một trong những thứ không thể không quan tâm đó là nguồn cung cấp cho các thiết bị đó. Thì, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại nguồn. Hiện tại là trên tay mình có hai cây trục adapter 12V. Thì qua quá trình sử dụng ấy, thì bọn mình thấy là cái công suất chịu tải của nó khá là ổn định, có thể đạt tới 90-100% công suất mà nhà sản xuất đưa ra. Thì hôm nay mình sẽ check với lại adapter 12V 2,25A. Mình dùng đồng hồ này, đồng hồ đo vôn và dòng để đo vôn và dòng. Tải ở đây mình sử dụng là led. Đây, ba thanh led này có dòng là khoảng 2,3A với nguồn 12V. Bây giờ mình kết nối. Đó. Ở đây mình sẽ sử dụng luôn nguồn nuôi của đồng hồ cùng với nguồn của chạy tải. Sử dụng cái này. Dương. Dương đang tải này. Đen âm vào, âm vào, vào dây còn lại của tải. Ok. Mình sẽ quay vào đây cho khỏi chói. Cấm nguồn. Thì đây là nguồn này, nguồn 12V này, và dòng của tải tiêu thụ là 2,5A. Đây, adapter vẫn bình thường. Thì mình đã check adapter này trong khoảng trong một ngày. Thì nhiệt độ của adapter vẫn bình thường, hoạt động bình thường. Của adapter này sử dụng rất là tốt. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.